20 năm qua, Đại tá Mao La, Phó Tham mưu trưởng Tiểu khu quân sự tỉnh Svayriang, Campuchia, vẫn luôn đồng hành cùng với đội K-73, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An trên hành trình thiêng liêng đi tìm đồng đội trên đất nước Chùa Tháp. Suốt 20 năm qua, bản thân tôi đã phối hợp chặt chẽ với đội K-73 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp lắm. Nhiều năm tháng cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi gắn bó như anh em. Tôi sẽ cố gắng hết mình để hỗ trợ anh em đội K-73. Thời gian đầu sang đất nước Campuchia, đội K-73 gặp khó khăn về mọi mặt. Lúc đó, ông Mao La là cầu nối giữa cán bộ, chiến sĩ đội K-73 với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia. Tỉnh Svayriang là địa bàn rộng có 690 ấp, đường xá và phương tiện đi lại khó khăn. Nhưng ông vẫn miệt mài vào tận các bản làng xa xôi để tuyên truyền cho người dân, gặp những người biết thông tin nơi chôn cất bộ đội Việt Nam. Những ngày hành quân bộ cùng cơm nắm, muối vừng khi tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đã tạo nên sợi dây gắn chặt tình cảm của ông với cán bộ chiến sĩ đội K-73, khăng khít như anh em một nhà. Bản thân tôi vì đã từ sống từ nhỏ, chưa đưa tuổi nhập ngũ là tôi đã sống, đã chạy sông để Việt Nam, đã chạy sang Việt Nam để thoát khỏi chế độ diệt chủng. Nhưng tôi đã cảm động là thấy là bộ đội Việt Nam đã giúp chúng tôi nhiều, nhưng tôi phải có ra sức để tìm kiếm các chú để trả ơn. Mỗi lần đặt chân đến khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ, Đại tá Mao La lại bồi hồi, xúc động. Mong ước lớn nhất của ông là sớm tìm và đưa được hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam trở về với Tổ quốc trong vòng tay yêu thương của người thân, gia đình. Ngài Đại tá Mao La là trên cương vị là đội trưởng đội công tác, thì ông luôn luôn là gắn bó, tạo mọi cái điều kiện để giúp đỡ đối với đội K-73 trong mọi công việc, đặc biệt là trong quá trình đi tìm hài cốt của các liệt sĩ và quân tình nguyện Việt Nam, và ông là cái cầu nối xây dựng mối đoàn kết giữa hai dân tộc. Giờ đây khi đã ở tuổi 63, Đại tá Mao La vẫn tiếp tục trên những chặng đường đi tìm thông tin liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Ông luôn gần gũi, căn dặn hướng dẫn các cán bộ chiến sĩ đội K-73 phải tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, dù đó là hy vọng mong manh nhất. Những việc làm của ông là một minh chứng rõ nét cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, sẽ luôn trường tồn cùng sự phát triển của hai đất nước.